Xin chào các bạn. Mình tin chắc rằng rất nhiều người loay hoay mở mãi một chiếc vali khi quên mật khẩu, mở không ra được. Các bạn xem video này, các bạn sẽ mở được bất cứ một cái vali gì loại này, mở trong một nốt nhạc các bạn nhé. Xem một lần các bạn sẽ nhớ mãi cách mở các loại vali kiểu này, cực kỳ dễ, cực kỳ hay. Rồi, đây là một chiếc vali, nó đã quên mật khẩu nhờ mình mở. Bây giờ mình mở rồi mình làm video hướng dẫn cho các bạn cách mở luôn các bạn nhé. Rồi, để mình buộc cái vali lên trên bàn để các bạn xem cho dễ các bạn nhé. Rồi, để mình phóng lớn cho các bạn xem các cái lỗ, cái gọi mình gọi cái khuyết bên hông đó các bạn ạ. Khi cái khuyết bên hông này là chúng ta để bên trái hay bên phải là nó cũng được nha. Đây, mình phóng lớn cho các bạn mới nhìn rõ này. Đấy, phóng lớn mình cái khuyết thôi. Khuyết là cái lỗ đó. Ví dụ đây là đây là cái mật khẩu mình chưa biết nhá, nó chưa mở được này. Đấy, mở được này, nó quên mật khẩu này, là chúng ta phải nhớ là cái khuyết bên hông này. Đây có một cái khuyết này nhá, chúng ta đẩy sang trái hoặc sang phải đó. Giờ chúng ta sang phải đấy, để tròn một cái số này, nó thẳng đây này, cái khuyết nằm đây này. Đấy, mình phóng lớn cho bạn thấy cái khuyết là cái lỗ đó. Đấy, cái lỗ đó các bạn. Đấy, cái lỗ này, bên này chưa có lỗ nhá, chúng ta gạt sang phải cả. Gạt này. Đấy, các bạn thấy cái lỗ chưa? Đấy, cái lỗ này, nó sang phải này. Đấy, nó nằm đây, cái này phải. Thì ứng với số 3 nằm ở đây, 9 nằm đây. Rồi, bên đi chúng ta gạt đây này. Gạt sang phải này. Rồi, ứng với cái số mà chúng ta để cho nó tương ứng này. Đây, số 2. Số 2 nằm đây. Và cái lỗ này này, nó nằm thẳng đây, lỗ khuyết đó. Lỗ khuyết đó. Nó ba cái giống nhau nhá. Khi ba lỗ khuyết giống nhau rồi chúng ta tịnh kín sang trái hoặc tịnh kín sang phải đều được nhá. Cứ một lần được một số để chúng ta gạt nhá. Bây giờ mình tịnh kín sang phải này. Tịnh kín sang phải các bạn nhá. Để mình nằm nghiêng nha cho các bạn thấy rõ. Chứ còn lúc nãy là mình phóng lớn để cho các bạn cái lỗ thấy lỗ thôi. Khi các cái lỗ nó đã song song rồi là chúng ta chỉ việc gạt thôi. Lỗ song song rồi chúng ta gạt chưa được nhá. Mở chưa ra này. Đấy, giờ chúng ta tịnh kín sang phải nhá. Đấy, số 3 này. Đấy, số 0 này. Đấy, số 4 này. Rồi mở này. Không được nhá. Cứ một lần tịnh kín một số chúng ta gạt thôi. 4 1 5. Rồi gạt. Không được. Rồi, chúng ta lại 5 2 6 à, không được. 6 3 7 gạt sang phải là phải cả nhé, trái cả. Cứ một lần thì chúng ta lại gạt cái số này 7 4 8 không được. 8 5 9 không được. 9 6 0 rồi. Nó đã ra, các bạn thấy chưa? Cực kỳ hay nhá. Gạt sang trái, sang phải đều được, quan trọng chúng ta cho cái số khuyết nó ra ngoài hết, nằm bên trái bên phải chúng ta đẩy đều được hết, các bạn thấy hay không? Đấy. Rồi, khi thay đổi mật khẩu thì chúng ta đơn giản thôi. Đang 069 nhá. Chúng ta chỉ việc gạt cái nút này thôi. Đấy, gạt. Chúng ta thay đổi một số bất kỳ, ví dụ đây số đầu tiên nhá. Sang 969 ấy. Đấy, rồi chúng ta gạt lại, đây là mật khẩu mới nhá. Rồi, chúng ta đóng lại này. 969. Rồi, để nó được mật khẩu mới này. Rồi chúng ta chỉ lăn một số bất kỳ thôi. Đấy, gạt nha. 939 này sẽ không ra, cứng ngắc. Cực kỳ hay nha. Rồi, mình đã hướng dẫn cho các bạn cách mở khóa vali khi quên mật khẩu cực kỳ dễ dàng. Qua đây chúng ta nhận thấy rằng loại vali mà có khóa kiểu này nó không an toàn các bạn nhé. Chúng ta có khóa kiểu gì đi chăng nữa thì kẻ trộm có xem xong kiểu này
ngoài những người mà hay quên mở được rồi, những kỳ trộm cũng mở được các bạn ạ. Cực kỳ dễ, chúng ta không ngăn cấm được. Là chúng ta nên dùng cái loại khóa ổ này, chúng ta khóa ngoài, không khóa mật khẩu được các bạn nhé. Khóa mật khẩu này là rất rất dễ mở trộm các bạn nhé. Qua video này, nếu bạn thấy hay cho mình một like, đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng biết. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào các bạn.